Chúng ta hôm nay học phục vụ. Lần trước chúng ta đã nói, tôi ôn lại bài một tí để chúng ta có cái sự liên ý giữa bài học của tuần này và tuần sau. Chúng ta nói đến phụng vụ. Chúng ta lưu ý nha, phụng vụ là phở u ngờ phung nặng phụng. Vụ, phụng vụ là cái gì? Vụ, đây là hai cái từ. Phụng vụ là cái từ Hán Việt. Vụ là việc. Thí dụ chúng ta nói đến chẳng hạn là phận vụ, nhiệm vụ, vụ là việc. Rồi người ta nói đến công vụ là việc chung. Thí dụ vậy, vụ là việc. Phụng là việc phụng thờ, thờ phượng. Do đó chúng ta học cái môn phụng vụ là cái môn gọi là việc phụng thờ, việc thờ phượng. Và chủ yếu tất cả những gì thông thường ở trong nhà thờ, ở trong nhà thờ, để ta gọi là các cái cử hành phụng vụ, thì chúng ta đang học cái môn đó. Thế phụng vụ mà chúng ta học, cái gọi là cái phụng vụ tức là những việc mà chúng ta cử hành ở trong nhà thờ. Thì anh em chị em lưu ý cái chữ tôi dùng này, gọi là cử hành phụng vụ, cử hành cái việc thờ phượng. Vậy thì cử hành nó nghĩa là gì? Lần trước nói chưa? Để chúng ta bắt đầu vào lớp với nhau. Cử hành, cái động từ này, đây là động từ cử hành. Động từ cử hành là một động từ gọi ta gọi là một thuật ngữ ở trong giáo hội của chúng ta. Và lấy cái từ này không có ở chỗ nào có hết, không có chỗ nào có hết. Cử hành nghĩa là gì? Cử hành nó gồm có ba ý sau đây. Cử hành nghĩa là cái cử hành phụng vụ, thì cái chữ cử hành nó gồm có ba ý sau đây. Thứ nhất, đây là một động từ, một động từ, đây là một động từ. Mà động từ này là cái động từ hành động. Động từ cử hành là động từ hành động. Mà khi hành động như vậy thì cái mục đích hành động nó phải dẫn chúng ta đến gặp gỡ Chúa. Chúng ta lưu ý nha, động từ này là cái động từ hành động. Thế chúng ta hành động, chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta không làm, hay chúng ta im lặng, nghĩa là dù là ở trong cái tư thế nào thì cái hành động đó nó phải dẫn chúng ta đến gặp gỡ Chúa. Nên khi nói đến cử hành, nó lúc nào nó cũng thiêng thánh lắm, lúc nào nó cũng thiêng liêng lắm, lúc nào nó cũng làm cho chúng ta thấy một sự sâu lắng lắm. Nó khác với nhảy tuyết, khác nhảy tuyết, khác nhảy bumbo, khác ở trên sân khấu, nó khác ở trên các cái gọi là những cái tụ điểm. Ở tụ điểm thì người ta có thể là người ta ồn ào, nhưng mà phục vụ thì nó giúp cho chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, nên nó khác với những sự ồn ào. Chúng ta nên nhớ động để từ này, động từ là gọi động từ, gọi là cử hành làm cho chúng ta gặp gỡ Chúa. Đó là điểm thứ nhất, đó là thứ nhất gọi là cử hành. Thứ hai, ở trong cái cử hành thì nó lại gồm thêm một cái ý nghĩa là tất cả mọi cử chỉ chúng ta làm thì chúng ta hành động cái điều đó không phải bởi chúng ta, mà bởi được ủy nhiệm, là chúng ta hành động để mà gọi là nhân danh ai đó, được gọi là ủy nhiệm. Ta gọi là đại diện á, cho nó dễ hiểu. Ta làm cái điều này, ta cử hành cái này, ta làm cái việc nọ việc kia, là ta làm cái điều đó được bởi vì là đại diện cho ai đó. Ví dụ nha, ví dụ đây, tôi là linh mục, khi tôi ra dâng thánh lễ thì gọi là cử hành thánh lễ. Thì khi lúc bây giờ tôi cử hành thánh lễ thì tôi không phải là tác giả, mà tôi lại chỉ là đại diện thôi. Vì thế tôi là làm, tôi cử hành thánh lễ, tôi dâng thánh lễ, anh chị em gọi là cha làm lễ, nhưng mà nói chữ làm lễ thì nó không đúng, gọi là cha cử hành thánh lễ. Thì tôi là đại diện cho giáo hội, đại diện cho Chúa, có vậy thôi. Vì thế, vì tôi đại diện, do đó tôi, cái cha cá nhân tôi nó không có quan trọng, nhưng mà cái, bởi vì tôi được ủy nhiệm, tôi được làm cái điều đó, nên thứ nhất đối bản thân tôi thì tôi phải tạ ơn Chúa vì tôi được ủy nhiệm làm cái việc này. Thứ hai, tôi đang cử hành cái điều này, nó không lệ thuộc tôi vì tôi không phải là tác giả. Nên lần trước nói nhớ chưa? Giả thiết như thế này, giả thiết nhau. Nếu chúng ta biết rõ 100% nhau, dĩ nhiên là chúng ta không dám kết án ai, nhưng mà nếu chúng ta biết rõ 100%, ông cha đó
ông có mặc tự trọng, ông có làm lễ, mình đi lễ có thành không? Thành không? Lần trước nói chưa? Thành không? Thành. Là bởi vì ông không phải là tác giả, ông chỉ là đại diện thôi. Nên cái thành, cái hiện, gọi là cái cử hành, cái ông làm đó thì là ông nhân danh giáo hội. Do đó khi chúng ta cử hành phục vụ tất cả mọi người, từ Đức Giáo Hoàng đổ đi, từ Đức Giáo Hoàng đổ đi cho đến hết mọi người, không trừ ai hết, mọi người trong cử hành phục vụ, từ Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục, Linh Mục, giáo dân, chúng ta lên đây, tất cả mọi người đều là những người đại diện hết. Vậy thì đại diện ai đây? Đại diện ai? Đại diện hai người sau đây. Đại diện hai người sau đây. Một, đại diện Chúa Giêsu. Đại diện Chúa Giêsu nha. Không có ai trông thấy Chúa Giêsu hết đấy cả, nhưng nhìn cái người đó là thấy Chúa Giêsu. À, thế mới lạ chứ. Nên các anh, các bác biết không? Các bác vào trong tòa giải tội đó, em cũng có tội vậy, em cũng đi xưng tội vậy. Thế nhưng mà các bác vào xưng tội với em là linh mục, em ăn bí tích giải tội. Các bác ra các bác phấn khởi không? Phấn khởi quá, tâm hồn bình an quá. Em làm gì em cho các bác bình an như vậy? Chỉ có Chúa Giêsu thôi. Cũng như em cũng mang tội trong người, em cũng nặng trịch trong tâm hồn thế này, em cũng sắp hàng, em xưng tội vậy. Em xưng tội xong các em cũng nhẹ bênh à. Tất cả hết. Đức Giáo Hoàng có xưng tội không? Đức Giáo Hoàng xưng tội với ai? Xưng tội Chúa Tào Lao. Chúa là mà Chúa nào đâu hiện ra bậy không mà. Đức Giáo Hoàng xưng với Chúa, có thể trông thấy Chúa đâu mà xưng. Xưng với cứ người nhỏ thơ xưng với người trên nó tàu lao nhau bậy tầm bậy tầm bạ đâu, không đúng. Đức Giáo Hoàng xưng tội với một linh mục như mọi người. Khi Đức Giáo Hoàng xưng tội thì Đức Giáo Hoàng cũng là một tội nhân. Vì thế Đức Giáo Hoàng có thể xưng tội với em cũng được, mà em mong Đức Giáo Hoàng xưng tội chả thấy ông bảo gì cả. Vậy chứ em giải tội cho Đức Giám Mục rồi, nhiều Đức Giám Mục em giải tội rồi có à. Thế nhưng mà em mong giải tội cho Đức Giáo Hoàng cho em sướng và chả thấy ông bảo gì cả à. Nhưng mà đây nghe này, tất cả mọi người từ Đức Giáo Hoàng đổ xuống, khi đi xưng tội thì mọi người không phân biệt ai là gì cả, đều là hộ tội nhân hết. Và vì thế linh mục có quyền tha tội thì giải tội cho hết từ Đức Giáo Hoàng đổ xuống. Khi ấy không phải là tôi mà là Chúa Kitô tha tội trong tòa giải tội. Nên đó khi lúc bây giờ em có tha tội cho Đức Giáo Hoàng hay em có tha tội cho Đức Giám Mục thì không phải là em mà là Chúa Giêsu, em đang là đại diện cho Chúa Giêsu. Như vậy mọi thừa tác viên, mọi người không phân biệt ai cả, kể cả các bác. Thí dụ chẳng hạn như các bác nhé, lên trên này đọc, các bác đọc bài trích sách Sáng Thế, bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô vân vân và vân vân. Các bác đang đọc là các bác đang đọc lời Chúa. Lời Chúa chứ chuyện chơi ạ. Các bác đọc cái gì? Các em nghe bác đọc là em nghe Chúa đang nói, chứ không phải em bác đọc đâu. Bác đọc mà ăn thua cái gì? Xin lỗi bác, bác đọc ngọng bỏ mẹ đi. Thế nhưng mà em vẫn phải chịu nghe vậy thôi. Mà nhiều khi cái ngọng mà lại mẹ nghe được. Nhiều khi nghe trơn tru mà lại lời Chúa đó lại không có rớt vào trong lòng hồi mình, mà nhiều khi nó ngọng ngọng thế mà lại Chúa lại tác động mới lạ chứ. Nhưng mà nói chơi chơi vậy không, các bạn cứ lưng ngọng mà lên mà đọc nhá. Phải đọc cho đàng hoàng tử tế. Điều đó có nghĩa là gì? Ai đọc đây cũng là Chúa nói. Chúa nói hết chứ không phải là chúng ta có quyền. Như vậy chúng ta mọi người trong phục vụ là đại diện cho Chúa Giêsu là một. Đại diện cho ai nữa? Đại diện cho ai nữa? Đại diện cho toàn thể giáo hội. Toàn thể giáo hội luôn. Toàn thể tất cả. Chúng ta đang ngồi đây là giáo hội hết đây này. Giáo hội hết đây này. Thế nhưng mà sẽ có một người nên nói, nói cho đại diện. Tôi nói ví dụ nhé. Thí dụ chẳng hạn như Tôi làm lễ, tôi dâng thánh lễ. Thì khi tôi dâng thánh lễ như vậy đó, thì tôi là còn đại diện cho cả giáo hội cầu nguyện cho anh chị em. Lạ chưa? Đại diện. Nói cho dễ hiểu như thế này. Thí dụ anh chị em để ý xem nhé. Bây giờ chẳng hạn trong nhà mình, bây giờ người ta có khách người ta đến, bố đi ra nói tôi xin phép thay lời cho gia đình tôi nói cho chào quý vị. Thì lúc bây giờ cái người nói đó là cái người
có cái tư cách thay cho cả nhà nói. Ông mới nói nhưng mà để thay cho cả nhà. Do vậy tất cả chúng ta ở trong phụng vụ thì chúng ta đều nhân danh giáo hội hết, nhân danh toàn thể tất cả mọi người. Và vì thế khi nhân danh thì nhân danh toàn thể, tức là đại diện cho tất cả mọi người. Do đó trong đó thí dụ chẳng hạn như em nói ví dụ nha, khi em đọc câu này: chúng ta dâng lời cầu nguyện. Các bạn để ý không? Anh em để ý. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúng ta có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi và có các bạn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện thì có nghĩa là có người đang nói, là tôi và các bạn. Thì do đó chúng tôi lạy Chúa. Chúa là đấng toàn năng, Chúa ban cho chúng con muôn ân sủng. Xong rồi trong bên đông: nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thế anh chị em đáp lại amen. Thì anh chị em nghĩ với là cái gì không? Khi tôi đọc như vậy, chúng ta dâng lời cầu nguyện thì có nghĩa là có tôi và có các bạn, là tôi chỉ đại diện đọc thôi. Thế chúng tôi đọc xong cái, các bạn nói amen. Amen các bạn có nghĩa là biết là cái gì không? Amen có nghĩa là thế này: đồng ý. Thay vì nói nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thì thay vì nói nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, đồng ý, không có nói như vậy, không có nói đồng ý, nhưng mà nói amen. Nhớ chưa? Amen có nghĩa là đồng ý đó, nghĩa là tán thành, chứ không nói là đồng ý. Mà đồng ý cái gì? Đồng ý hai cái, đồng ý hai cái. Thứ nhất, chúng tôi thừa nhận ông là đại diện cho chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi đồng ý cái lời mà ông vừa đọc là chúng ta là của chúng tôi luôn. Đó gọi là như vậy đó. Đồng ý nghĩa là hai cái nhồng. Khi chúng ta amen, thay vì chúng ta nói đồng ý thì chúng ta nói amen, thì nó amen này nó diễn tả hai điều. Thứ nhất, chúng tôi chấp nhận đồng ý tư cách của ông đại diện chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi cũng đồng ý nội dung mà ông đọc cũng là của chúng tôi luôn. Nên chúng tôi amen. Vì thế mình á, không amen á, có nghĩa bảo không chịu đó. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, không. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, không đọc đó. Không đọc có nghĩa là tôi không nhận, mà tôi không chịu đồng tư tưởng ý, là cái ý tưởng đó của tôi luôn. Đấy đó, khi mà ở trên này người anh em đây mà đọc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thì ở dưới nhà thờ phải cho to nhá, amen, cho to nhá, có nghĩa là đồng ý nhá, đồng ý tư cách, đồng ý nội dung. Nhưng có nhiều bố chả nhớ gì hết cả. Nhiều khi nhiều bố đang đọc chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con amen. Amen bố rồi còn ai amen nổi nữa. Phải để cho người ta amen, đừng amen luôn. Amen luôn sao được? Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con rồi để cho người ta amen. Mình lại đọc. Rồi thứ hai nữa này, vì là đại diện chúng tôi, cho chúng tôi phải để nghe, chúng tôi phải nghe được hết bằng đấy từ để chúng tôi nghe, rồi chúng tôi mới amen được. Chúng tôi phải hiểu cái nội dung chúng tôi mới amen. Nhiều người trong chúng ta đây này, nhiều khi chẳng hạn đi chầu Chúa thì không có linh mục, anh chị em đọc có lời nguyện, anh chị em đọc có vậy: lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện trong bí tích thánh thể, Chúa ban ơn thánh cho chúng con, xin thương nâng đỡ chúng con. Hãy rồi rồi để Chúa trong bí tích thánh thể cho chúng con. Lạy Chúa tôi, em không biết là bác đọc cái gì nữa cơ chứ. Nhè 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 nhè. Có một nhiều số người chúng ta ngài cầu nguyện con không còn biết cái gì nữa. Khi mà đọc như vậy thì chúng em không có hiểu cái gì, nên chúng em không thể thưa amen được. Các bác nghe thế lên nhè 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 vậy bây giờ chưa? Có nghe thấy không? Đó, bây giờ các bác đọc hay là ai nghe người ta đọc? Các bác lè nhè hay là người ta nghe người ta đọc? Các bác nhè nhè. Do đó bây giờ mình đọc là mình đại diện, do đó phải đọc cho dễ dàng nhé, phải đọc rõ rõ ràng câu này, phân câu ngắt cú cho đàng hoàng, cho người ta nghe thì người ta mới amen chứ. Và thứ hai nữa là cái người nào mà đọc thì phải nhớ nhờ Đức Kitô chúng con dừng lại cái để cho người ta thưa amen đó. Như vậy chúng ta lưu ý, tôi phải cho vài cái ví dụ để nắm đi. Như vậy cái người đọc hay là cử hành đó là nhân danh đại diện Chúa Giêsu và đại diện giáo hội. Thế bây giờ cái người đó, cái cử hành, cái người này còn làm cái gì nữa? Điều thứ ba nữa này, điều thứ ba nữa này, điều thứ ba tôi nói lại nha.
cử hành là làm cho người ta gặp gỡ Chúa. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Thứ hai, cử hành là người đại diện Chúa Giêsu, đại diện giáo hội. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi, bây giờ cái thứ ba này. Cử hành là cầu nguyện. Người cử hành cầu nguyện được và người khác thấy mình cử hành cũng cầu nguyện được. Nghĩa là cả hai người cùng cầu nguyện được. Đây, cái tội này là tội to lắm, nhiều lắm. Do đó, tất cả những người nào mà dọn phải để ý hôm nay nhé. Cử hành nghĩa là, thí dụ, cử hành có nghĩa là đi vậy. Mọi cái trong nhà thờ đều gọi là cử hành. Thí dụ, em đi từ dưới kia, em từ dưới này, em chắp tay, em đi lên, em đọc thánh thư. Thì nguyên cái việc em đi từ chỗ ghế này, đi lên trên này là cử hành đó. Tức là đã nói là cử hành có nghĩa là nhất cử nhất động, từ đi cho đến đọc, cho đến đứng, cho đến ngồi, tất tần tật ở trong phục vụ đều gọi là cử hành. Chứ năm chưa. Do đó cử hành không có nghĩa là em lên trên kia em đọc mới là cử hành. Không, em đi nguyên từ cái ghế lên đến đây cũng là cử hành đó. Linh mục đi từ trong phòng thánh kia chắp tay đi ra vậy, không phải là đi mà là cử hành đó. Thế thì đi ra đây thì cũng là cử hành. Do đó tất cả mọi cái đi ra chắp tay trong phòng thánh, đi ra cũng chắp làm sao để cho người ta trông thấy mình nghiêm trang, người ta không chia trí. Mắt thì cứ le lé thế này này, đi ra le lé thế này này, chả có chăm chú gì hết cả. Rồi đi, Chúa tôi như thế này thì làm sao mà chúng em, các bác có biết không, có nhiều khi mình xin lỗi nhá, mình dâng lễ nhiều khi mình bảo xin Chúa gìn giữ con mắt của con, đọc kinh lạy cha thế này, các bác thử xem làm sao mà chịu cho được. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể trước người dạy, chúng ta thám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như. Lạy Chúa tôi như cái con sâu như vậy, mắt nó đảo như thế kia, thì hỏi lại: Chúa tôi, chúng em nhìn lên, chúng em đọc, chúng em dâng lễ, làm sao chúng em chịu cho được. Mắt thì chìm hết lên trên, nhìn lên dưới, nhìn lung tung như thế này. Cũng là miệng, cũng là đọc, miệng thì đọc nhưng mà mắt thì đảo như thế thì làm sao mà người ta cầu nguyện được. Em cầu không biết có được không, mà chúng em nhìn bác cầu nguyện như thế kia, đọc kinh lạy cha, chúng em lộn tiết lên thế vậy, làm sao mà chúng em cầu nguyện được. Mắt thì đảo như thế kia thì làm sao được, đó không được đâu. Chính vì vậy, đây, trong phụng vụ nhất cử nhất động, thiếu ghế, đồng tế thiếu ghế. Thiếu ghế đồng tế con. Lại. Các cha, mọi người ở trên kia vác ghế chạy loạn chi ngầu. Đây. Càng lễ lớn càng chạy loạn. Càng lễ lớn trên cung thánh càng chạy loạn. Chạy loạn vô cùng tận. Em nói thật, lễ bình thường em cầm trí em dâng lễ được, càng lễ trọng em càng đâm rối. Có để ý không? Ai càng thấy lễ lớn càng chạy loạn trên cung thánh thì giơ tay xem nào. Chỗ tôi là chạy loạn vô cùng tận. Nghĩa là chúng ta nhắm làm công việc cho xong, nhưng chúng ta không nhắm cầu nguyện. Không nhắm cầu nguyện. Đây là một trong điều chúng ta lưu ý ở trong phụng vụ phân biệt. Không phải là lao động, không phải là thao tác, mà là cầu nguyện. Chúng ta nhớ chưa? Phụng vụ đụng đến cầu nguyện. Do đó tất cả các cử chỉ, nếu nó có sai, hễ nó có chật, thì cũng có phải đi từ từ. Thí dụ bây giờ đi đến đây, ta nói ví dụ đọc phúc thánh thư thì người ta đó phải đợi cho đến khi linh mục đọc. Thí dụ chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy Chúa gì đó, đến khi linh mục đọc quát câu này, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô thì mới đi.
Thì linh, bởi vì tại sao? Khi linh mục đọc cái câu đó là mình phải cầm trí mình nghe cái lời cầu nguyện đó, bởi vì ông đọc là chúng ta dâng lời cầu nguyện thì cũng có mình ở trong đó, thì mình phải nghe thì mình cầu chứ. Chứ đâu có phải chỉ nhằm lên đọc cho được. Ông ấy vừa đọc chúng ta dâng lời cầu nguyện. Anh chị em biết là khi một cái lời cầu nguyện nó gồm có ba thời, có ba thì. Thì thứ nhất là mời gọi. Thí dụ ông đọc chúng ta dâng lời cầu nguyện, nó là ông mời gọi đó. Ông mời gọi là bây giờ chúng ta dâng lời cầu nguyện này, thì ông đang mời gọi. Đấy là thời thứ nhất. Thời thứ hai ông đọc lạy Chúa, thì lúc bây giờ ông không mời nữa mà giờ ông cầu nguyện. Thì ông vừa mời xong thì mình phải cầu nguyện với ông ấy. Chúng lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con. Thì ông nói chúng con có nghĩa là có ông với ông với mọi người, thì mình phải đứng nghe. Rồi sau ông đọc xong rồi ông có cái câu kết: chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô. Thế thì vì ông vừa mời gọi, chúng ta dâng lời cầu nguyện là mời, thì ông nói lạy Chúa thì mình phải nghe. Nhiều khi tâm trí nó ở trên thiên đàng á. Ông ấy vừa đọc chúng ta dâng lời cầu nguyện, lò mò đi từ đây lên luôn. Kệ bố ông muốn đọc thì kệ bố ông. Cứ lò mò đi. Đi đại đi lên đây. Đứng đây như thằng phỗng ấy, đứng chập tay đứng phỗng đây. Mọi người đang đọc lạy Chúa cứ đứng đi. Đứng để gì? Để canh đọc cho mau cho kịp. Chặt lắt. Vậy thì làm sao trong trường hợp như thế này? Khi chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy Chúa mà mình nhỡ rồi đó, đi ra đến đây nhỡ ra đây, cứ đứng yên tại chỗ đây, cứ đứng yên đây để chính mình nghe đọc cho xong thì mình đi. Sai rồi thì không sao, đến ra đến đây lại có người ra đến đây thấy chúng ta dâng lời cầu nguyện ra đến cái chỗ này chuẩn bị đến kia, thấy cha nhìn lại quanh trở lại đi vào lại. Chúa tội rồi, nó đã sai rồi thì cứ đứng yên đây, thì giống như là nghi thức chấp sắp hàng vậy, lại quanh trở về. Ủa, đi đâu mà sao lại quanh về vậy? Chúa tội, thấy cha nhìn chúng ta dâng lời cầu nguyện lò mò ra, cha nhìn à mình quên rồi, lại quanh về. Phụng vụ không có lộn đi lộn lại, lộn tới lộn lui, nó lòi ngay ra là chặt lất. Sai. Thí dụ chẳng hạn cha bảo bê cái ghế bên kia, thì đi sang bên kia nó khổ cái như thế này. Thí dụ sang bên kia ghế nó thiếu thì mình cứ chắp tay đi từ từ đi sang. Nếu trường hợp bên đó nó có đủ ghế mà thiếu ghế thì mình chắp tay mình đi từ từ đi về, rồi mình cầm cái ghế mình khéo. Mình không nên những cái thứ đồ mà lỉnh kỉnh như thế này, đừng có đi trước mặt người ta, đi lòn ra phía sau á, mình đem vào. Thì cứ chắp tay, cứ từ từ đi sang kia. Thí dụ cha đang bên kia, cha gọi con lại đây, thì con chắp tay con đi, con cúi chào cha, rồi đi nhẹ nhàng đi về. Chứ đừng có chạy, thấy cha gọi cái chạy sang bên đó là không được phép nhòng. Do đó tất cả mọi cái trong phục vụ nó sai thì sai trong trật tự, chứ không có được đi sai trong trật tự, chứ đừng có chạy lọ xà lọ xoạng hết tất cả. Vì mình phải cầu nguyện, do đó khi mình hành động mình phải cầu nguyện được, và người khác trông thấy mình hành động người ta cầu nguyện được thì mới gọi là cử hành. Tôi xin nhắc lại anh em, cử hành gồm 3 động tác. Một là phải làm cho cái bầu khí đó trở thành thiêng thánh. Cho đó mình làm sao, mình hành động sao thấy bầu khí thiêng thánh, đó là thánh thiện. Hai là làm hay cử hành điều đó là chúng ta đang đại diện cho Chúa Giêsu và đại diện cho giáo hội, nên chúng ta phải đủ cố gắng tư cách. Thứ ba, cử hành là người cử hành phải cầu nguyện được và làm cho người khác thấy mình cử hành cầu nguyện được. Từ đi đứng nói các thứ người ta cầu nguyện được thì mới được, mới là cử hành nhé. Đó là cử hành phục vụ của mình như vậy. Thế giờ chúng ta sang tiếp tục. Thế thì cử hành hôm nay chúng ta đụng đến thừa tác viên cử hành. Trong cái cử hành thì đụng đến thừa tác viên. Chúng ta học bài thừa tác viên. Trong phục vụ thì có thừa tác viên. Thừa tác viên nghĩa là gì? Viên đó là người, đó là cái nhân vật đó. Thừa tác viên đó là người hành động bởi sự ủy nhiệm, thừa hành gọi là thừa tác viên.
một số các cái văn bản á, ở trong giáo hội người ta ghi là thừa ủy nhiệm. Thừa ủy nhiệm nghĩa là cái người đó không có quyền nhưng được ủy nhiệm cho làm cái điều đó, gọi là thừa ủy nhiệm. Thừa tác viên là tự người đó không có quyền nhưng người này được hành động do sự ủy nhiệm thì gọi là thừa tác viên. Thế thì thừa tác viên ở trong phụng vụ nó thì gồm có hai loại người sau đây, là thừa tác viên có chức thánh và thừa tác viên không có chức thánh. Chúng ta nhớ hai cái đó, hai cụm từ thừa tác viên có chức thánh và thừa tác viên không có chức thánh ở trong phụng vụ gồm có hai loại. Vậy thừa tác viên có chức thánh là gì? Thừa tác viên có chức thánh là người đã nhận bí tích truyền chức, gọi là thừa tác viên có chức thánh. Còn người thừa tác viên không có chức thánh là người không nhận bí tích truyền chức. Bây giờ hỏi nha, xin hỏi tất cả các, bây giờ các sơ không có hỏi, không có trả lời nha, hỏi các anh chị em giáo dân là có mấy bí tích, có mấy bí tích, đọc kể xe nào. Một là bí tích, hai là bí tích, ba là bí tích mình thánh Chúa, bốn là bí tích giải tội, năm là bí tích sức giàu, sáu là bí tích truyền chức thánh, bảy là bí tích hôn phối. Rồi thế thì trong bảy bí tích này, cái bí tích mà làm cho người đó có chức thánh là bí tích gì? Bí tích truyền chức. Rồi vậy chúng ta nói bí tích truyền chức, nhưng bây giờ trong một đời sống thường ngày, cái người nào có bí tích truyền chức thì bây giờ nhớ ghi nhau, những người này là có bí tích truyền chức này: giám mục, linh mục và phó tế là những người có bí tích truyền chức. Nhớ ghi cái nói nha cho cụ thể. Khi nói đến giám mục, linh mục và phó tế, tức là cái ông này có bí tích truyền chức đó, có bí tích truyền chức. Phó tế hay còn gọi là thầy sáu thì đó là những người có bí tích truyền chức, là những người lãnh bí tích truyền chức. Giám mục, linh mục và phó tế là những người lãnh bí tích truyền chức. Thế thì hỏi Đức Giáo Hoàng, nghe đây câu hỏi này, câu hỏi này. À bây giờ tôi nói cho nghe nhé, để cho nó sống động đó, thì là tôi cứ dạy học 45 phút, còn lại 15 phút thì có micro sang phim đó, ai muốn hỏi cái gì thì hỏi, hỏi trong cái bài tôi soi sáng thêm, ai muốn hỏi gì thì hỏi nha. Mỗi ngày có 15 phút, nếu tôi bảo bây giờ tôi cho hỏi đây này, ai muốn hỏi gì hỏi, nếu không ai hỏi tôi nói tiếp nhá nha. Tôi không có thể hỏi thì tôi phải nói chứ sao giờ nhá. Nói bây giờ đó, mỗi một ngày ai có câu hỏi thì chuẩn bị tinh thần rồi đến lúc bây giờ hỏi. Còn nếu ai ngại hỏi đó, ai ngại hỏi đó, thì bây giờ vậy này, là viết ra giấy xong rồi để lên bàn cho thầy giáo, lấy cái chân micro đè lên kiểu nó bay nhá, rồi tôi vào lớp rồi tôi nhìn xem, rồi tôi đem liệu liệu, nếu mà cái câu hỏi đó nó hợp với cái bài hôm đó tôi giải thích ngay, còn nếu không có tôi bảo cái bài, cái câu hỏi này nó sẽ hợp với bài hôm nọ, bài đó thì đến tôi sẽ lưu lại hết những cái câu hỏi đó để đến cái ngày đó tôi giải thích cho. Chứ không bây giờ khổ cái như vậy này, nhiều khi hỏi đến đâu hay đấy, thí dụ chẳng hạn đang nói về phụng vụ vậy, lại hỏi về vấn đề gọi là trai cha, bây giờ hỏi xây nhà thờ như thế nào thì em không biết chẳng nhá, đang cái nọ giỏi cái kia, tại vì trong đầu ấy, đang đầu cái nghĩ gì thì hỏi cái nọ cái kia, thì biết muốn hỏi cái gì thì nhiều khi chỉ nghĩ cái đó thôi, thì thế cũng được, cứ viên ở đây, rồi khi nào đụng đến xây nhà thờ thì em dám nói xây nhà thờ nhá, chứ không mà cứ hỏi như vậy là cái lớp phụng vụ của em nó là lớp giải đáp thắc mắc liền đó. Thế là nó không có ra cái đầu có đuôi gì hết cả, mà người ta đưa lên trên video hay người ta đưa trên, người ta không có đề tài. Hôm nay đề tài là thừa tác viên, ví dụ vậy, hôm bài học hôm nay phụng vụ là thừa tác viên thì họ đưa lên được, lại tự dưng ra xây nhà thờ thì không hiểu nó ra làm sao, video nó loạn xì ngầu tất cả nhá. Thành thử ra là có cái đề tài của nó, có 15 phút là giải đáp thắc mắc à, thì tí nữa tôi sẽ để rời cho chị anh chị em. Thế bây giờ hỏi câu hỏi này nè, Đức Giáo Hoàng và nghe này, Đức Giáo Hoàng và Đức Cha Phụ Tá của Sài Gòn này, bây giờ hiện nay Sài Gòn này có hai Đức Cha Phụ Tá là Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, hai Đức Cha Phụ Tá. Hỏi Đức Giáo Hoàng với lại Đức Cha Phụ Tá, hai người này có giống nhau về chức thánh không? Có giống nhau không? Giống ở cái chỗ nào?
Rồi tiếp tục này, cha xứ An Nhơn và cha quản hạt xóm mới hay cha tổng đại diện của Sài Gòn này có giống nhau không? Giống ở cái chỗ nào và khác ở cái chỗ nào? Thí dụ vậy, ai thắc mắc, ai biết? Ai biết Đức Giáo Hoàng và Đức cha phụ tá Sài Gòn Du Xe Đỗ Mạnh Hùng, còn Đức cha Louis Tuấn thì chưa có phong chức, ngày 14 mới phong chức cơ, nhưng mà nói Đức cha phụ tá đây, giám mục phụ tá thôi, thì có giống nhau không, khác nhau không, mà giống ở chỗ nào, khác nhau chỗ nào, có phân biệt không? Thôi thầy nói luôn nha, tôi hỏi rắc rối, thầy đặt câu hỏi nhưng mà thầy nói luôn cho xong. Đây, lưu ý thế này là trong giáo hội tất cả những người mà là giáo hoàng, là hồng y, là giám mục, tổng giám mục thì điều quan trọng họ giống nhau hết ở cái chỗ này là họ lãnh bí tích truyền chức, mà ở cái mức độ gọi là giám mục. Đây tôi nói, xin nói lại anh em, những người tôi vừa nói là những người có chức thánh là những người này: giám mục, linh mục và phó tế. Anh chị em nhớ chưa? Tuy nhiên nó có một cái chuyện này phải nói ngay đây này, hỏi có mấy bí tích truyền chức, có mấy bí tích truyền chức. Thế vậy nhưng mà tại sao nó hóa ra là giám mục, linh mục và phó tế như vậy? Đây nghe đây này, trả lời luôn chứ không là trả lời lung tung chết. Bây giờ thầy nói cho rất chắc chắn, chỉ có một bí tích truyền chức làm cho họ thành giám mục, linh mục và phó tế, họ là chức thánh, nhưng có ba cấp độ khác nhau. À, giám mục được gọi là bí tích truyền chức viên mãn hoàn hảo, linh mục là bí tích truyền chức mang chức tư tế, và phó tế là bí tích truyền chức mang tính phục vụ. Tức là chỉ một bí tích truyền chức mà thôi. Nên nói hỏi, bây giờ hỏi cha xứ An Nhơn với Đức Giáo Hoàng và Đức Tổng Giám mục Sài Gòn này giống nhau chỗ nào? Thưa, đều lãnh bí tích truyền chức cả, nhưng mà mấy ông kia là ở cấp độ viên mãn, còn đây là cấp độ tư tế. Chỉ có một bí tích truyền chức thôi, nhớ nha, chỉ một bí tích truyền chức thôi, không có ba bí tích truyền chức, nhưng mà có ba cấp độ khác nhau. Thế thì trong giáo hội nó như thế này, là chức giám mục là chức thánh được gọi là những người kế vị các thánh tông đồ. Nhớ ghi cái đó, giám mục được gọi là những người kế vị các thánh tông đồ. Tại sao vậy? Các thánh tông đồ được gọi là những vị gọi là nền tảng xây dựng giáo hội, mà Chúa Giêsu chọn 12 thánh tông đồ thì các giám mục là những người kế vị các ngài. Nên chức giám mục là chức kế vị tông đồ, kế vụ 12 ông tông đồ. Còn không có ai bảo linh mục kế vị tông đồ hết á. Chỉ có giám mục với kế vị tông đồ thôi. Do đó vị giám mục ấy được gọi là người kế vị tông đồ. Thì kế vị tông đồ như vậy đó thì họ sẽ có vai trò lãnh đạo. Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám mục, Đức cha phụ tá giống nhau hết. Họ có chức gọi là chức thánh giám mục, nhưng họ khác nhau ở chỗ là nhiệm vụ mà thôi, chứ không khác nhau về chức thánh. Chúng ta nhớ ghi nhầm, họ giống nhau hết về chức thánh, nhưng họ khác nhau về nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất dễ hiểu, khác nhau về nhiệm vụ, nghĩa là phân công nhiệm vụ thì họ phân công ra và vậy thôi, chứ còn về chức thánh họ giống nhau hết. Linh mục tất cả giống nhau hết về chức thánh, nhưng họ khác nhau về nhiệm vụ. Do đó cha xứ và cha phụ tá giống nhau về chức thánh hết, nhưng mà phân công nhiệm vụ ra thì cha xứ chịu trách nhiệm chung, cha phó thì là cộng tác với lại cha xứ, cha quản hạt là điều tiết anh em, liên lạc anh em, cha tổng đại diện là người điều hành thay của Đức Giám mục, vậy thôi. Còn về chức thánh giống nhau hết, giống nhau hết. Đó là xin lưu ý nhé. Vậy phân biệt khi cha ta gọi là linh mục, một cái là giống nhau hết, tôi gọi là linh mục là giống nhau hết, còn quản hạt, tổng đại diện, cha xứ, cha phó thì nó liên hệ đến trách nhiệm hay công việc
nhớ nhờ, phân biệt trách nhiệm và công việc nó khác nhau. Chức thánh khác công việc, chức thánh khác công việc. Thầy phó tế cũng vậy, có thể thầy phó tế này làm cái này, thầy phó tế làm cái kia, nhưng họ khác nhau về công việc, còn về chức thánh họ giống nhau. Đó là về thừa tác viên có chức thánh là như vậy. Còn bây giờ chúng ta sang đến thừa tác viên không có chức thánh. Thừa tác viên không có chức thánh, tôi xin nói kỹ cho anh chị em cái từ này là người không có chức thánh. Nó khác với lại ở cái chuyện là chức thánh bắt buộc cái người đó phải có bí tích chuyển chức. Còn đây, thừa tác viên không có chức thánh, có thể anh em, có thể người này chưa có rửa tội nữa luôn đó, mà là thừa tác viên không có, gọi là thừa tác viên giáo dân đấy. Trong trường hợp nào các bạn biết không? Thông thường khi mà cử hành phục vụ đó là phải là thừa tác viên không có chức thánh, tức là một người giáo dân bình thường, bình thường. Nhưng mà có những trường hợp mà không phải là giáo dân mà họ cử hành phục vụ cũng thành. Đó chính là trường hợp sau đây, nhớ ghi cái này, đó là trong trường hợp một người nguy tử mà không có cha, không có người công giáo để rửa tội cho cái người nguy tử ấy, mà một người Phật giáo hay là một người không có biết Chúa, họ biết cách rửa tội bằng cách là lấy nước lã, lấy nước lọc, lấy nước tinh khiết, họ đổ trên cái người mà sắp chết đó. Họ đọc thế này: tôi rửa cho ông bà anh chị cháu hay bác gì đó nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thì ngay cả cái người Phật giáo rửa cũng thành luôn. Trong trường hợp này gọi là thừa tác viên không có chức thánh, kể cả người không có đạo. Vậy thì trong trường hợp nó giải thích là sao? Là bởi vì Chúa hành động qua cái con người ấy thì gọi là thừa tác viên không có chức thánh. Thế thì trong cái trường hợp mà thừa tác viên có chức thánh và thừa tác viên không có chức thánh, thì bây giờ tôi xin quay trở lại là phân biệt như vậy. Thì bây giờ thừa tác viên có chức thánh làm những việc gì? Trách nhiệm của thừa tác viên có chức thánh làm gì? Trách nhiệm của thừa tác viên có chức thánh tức là giám mục, linh mục và phó tế. Đó là trách nhiệm đứng đầu cộng đoàn. Trong tư cách là người đứng đầu cộng đoàn, như Chúa Kitô là người lãnh đạo đứng đầu cộng đoàn. Thế có một cái chuyện này, nói luôn thế nào là đầu cộng đoàn để anh chị em hiểu. Anh chị em có nghe nói cái ông cha kia bị treo chén bao giờ chưa? Có nghe nói treo chén không? Treo chén là làm sao? Lấy chén treo lên phải không? Có phải vậy không? Là treo chén có nghĩa là ông không được làm lễ phải không? Có phải vậy không nào? Anh chị em có nghĩ phải vậy không? Là anh chị em nghĩ ông cha bị treo chén là ông cha không được làm lễ. Anh chị em nói đúng, nhưng không đủ, thiếu to, thiếu nhiều. Đây, thế nào là treo chén? Chúng ta gọi là treo chén để chúng ta hiểu đó là cái chén lễ, dâng lễ, nhưng mà không đúng đâu. Gọi từ ngữ treo chén cho nó dễ hiểu thôi. Thực ra phải nói thế này, linh mục ấy, thậm chí nghe không? Gọi là nói linh mục là chúng ta nói đến cái chuyện linh mục thôi, nhưng mà trong giáo hội là người có chức thánh, tức là thừa tác viên có chức thánh, kể cả giám mục nữa luôn. Giám mục, linh mục, phó tế, tất cả những người đó khi bị vi phạm một cái điều gì đó thì bị kỷ luật, thậm chí cả giám mục luôn. Ông có chức giám mục nhưng mà ông lộn xộn là ông kỷ luật ông luôn. Ông linh mục cũng vậy, ông phó tế cũng được, thì kỷ luật thì ông mới vẫn có chức thánh, ông vẫn có chức thánh, ông vẫn là giám mục, ông vẫn là linh mục, ông vẫn là phó tế, nhưng ông bị tước đi, gọi là thi hành kỷ luật, bị tước đi cái quyền đứng đầu cộng đoàn thì ta gọi là treo chén. Vậy đứng đầu cộng đoàn nghĩa là cái gì? Ông ra làm lễ thì ông đứng đầu cộng đoàn chứ là cái gì nữa? Thì là ông bị tước đi cái quyền là làm lễ thì gọi là treo chén. Ông bị tước đi không được rửa tội cũng là đứng đầu cộng đoàn thôi. Ông bị tước đi không được coi là xuất dầu thì gọi là đứng đầu cộng đoàn thì gọi treo chén. Và anh chị em biết là cái chữ tước đi đứng đầu cộng đoàn là trong này là dễ lắm. Anh chị em nhìn ở trên cung thánh này, anh nhìn chị em, tôi dạy phụng vụ cho đó tôi phải làm cái cung thánh cho nó rõ. Cái ghế kia kìa, anh chị em có cái ghế sau cái bàn thờ không? Anh chị em nhìn thấy cái ghế sau bàn thờ chưa? Đó, tất cả có nhìn thấy cái ghế sau bàn thờ chưa?
Cái ghế đó người ta gọi là ghế chủ tế gì, phải không nào? Có phải không nào? Có phải ghế chủ tế không? Ừ. Tôi đang nhờ người đóng lại cái ghế đó đó. Mà cái ghế đó, cái ghế không phải ghế chủ tế đâu. Cái ghế đó, ghế phòng khách đem đang ngồi để đấy. Mà ghế chủ tế kiểu khác cơ. Ghế trong phòng khách đem đang ngồi để đỡ vậy đó. Thế nhưng mà thôi, thì có một cái ghế đó. Anh chị em để ý hết đây. Một số nhà thờ không đúng là ở để trên này này, là để 3-4 cái ghế. Thí dụ chẳng hạn đông các cha thì tiện ra đang ngồi đó luôn. Có đông thì đang ngồi đó luôn, khỏi mất công đấy. Nhưng mà tôi đó là không bao giờ để. Khi nào có cái cha đồng tế thì đem ghế ra. Còn luôn luôn ở trên này chỉ có một cái ghế thôi. Anh chị em thấy trên cung thánh này nó có 3 đối tượng này: bàn thờ, giảng đài và cái ghế chủ tế. Ngoài ra hết. Khi nào có đồng tế thì bê ra. Còn không có, luôn luôn lúc nào cũng có ba cái đối tượng này: bàn thờ, giảng đài và ghế chủ tọa. Khi dâng lễ đó, cái bàn thờ này này là biểu tượng của bàn tiệc thánh thể. Cái giảng đài này là biểu tượng của bàn tiệc lời Chúa. Còn cái ghế kia bao giờ cũng phải có ghế nghe không? Tôi xin lỗi anh chị em, bây giờ một cái nhà thờ kia không có ghế của giáo dân, giải chiếu ngồi cũng được. Nhưng mà khi ông cha làm ghế, bắt buộc phải kiếm một cái ghế cho ông ngồi, không bảo ông ngồi đất được, không có được ngồi đất. Lạ vậy chưa? Ông phải có ghế ông ngồi. Vì cái ghế đó nó không phải là cái chỗ ngồi. Chúng ta lưu ý, đây không phải là ghế để ngồi, nhưng mà cái ghế đó là biểu tượng của vai trò đứng đầu cộng đoàn. Vì thế khi ông mới ngồi vào cái chỗ đó đó, là ông mới là hành động là đầu. Treo chén nghĩa là cấm ông không được ngồi vào chỗ đó, nghĩa là vậy đó. Khi nó treo chén nghĩa là ông mất tư cách đứng đầu cộng đoàn, ông không được ngồi vào cái ghế này. Nó như vậy, nó lớn như vậy đó. Như vậy cái ghế này này biểu tượng là người đứng đầu cộng đoàn, là người chịu trách nhiệm đứng đầu cộng đoàn. Do đó em nói các bác luôn nhé, cái ghế đó là cái ghế chủ tế, nghĩa là khi ra cử hành ông mới ngồi đó là ông có trong cái tư cách đứng đầu cộng đoàn, chứ có chức thánh. Vì thế đó, có một cái chuyện như thế này, cái ghế em giải tội kia kìa, em cũng là đứng đầu cộng đoàn em ngồi đó. Thế trước một vài chỗ, xin lỗi nha, nếu giả thiết có mấy cái người quét nhà thờ thì hay lau nhà thờ, thì lúc mà thấy cha làm lễ, cha ngồi chỗ kia, thấy ông mới ngồi chỗ đó oai ghê, quét nhà thờ em ngồi thử đỡ ngay, ngồi xuống đứng lên không được đó nha, nó dính tiệt vào đấy luôn cho bỏ mẹ đấy. Cho nên vài cái nhà thờ, cái tòa giải tội nó nằm ở dưới quế nhà thờ kia, nó ngồi góc đó. Thế là cái góc đó cha giải tội xong cái, để cha lên cha làm lễ, cha dạy cha làm lễ. Thế thì cái chỗ đó nó bây giờ nó trống mà bây giờ hết ghế rồi. Thế em ngồi vào em ngủ đỡ đi, ngồi tòa giải tội góc quế nhà thờ, ngồi dự lễ ngủ luôn một thể đó. May mà ra được, không mà bị dính vào đó luôn nữa. Tôi nói đùa vậy, nhưng mà không được phép ngồi nhầm. Vì cái ghế không phải để ngồi, mà cái ghế người ngồi vào là người trong tư cách làm đầu. Chúng ta nhớ nhầm, ở đây không phải ghế để ngồi, mà là người ngồi nhấn mạnh vào tư cách làm đầu. Nên treo chén là không được ngồi nữa. Còn anh muốn ngồi đâu kệ đời anh ấy, còn cái chỗ đó anh không được ngồi nữa. Nắm vấn đề treo chén chưa? Treo chén là mất được tư cách ngồi vào chỗ đó, hết tư cách làm đầu thì gọi là treo chén. Vì thế cái chỗ chủ tế lại không được ngồi là vì vậy là nơi cung thánh này chỉ có 3 đối tượng thôi: bàn thờ, giảng đài và ghế chủ tế, là vì vậy đó. Chúng ta đấy, đó là về, tức là thừa thác viên có chức thánh là đóng vai trò đứng đầu cộng đoàn. Vậy thì đứng đầu cộng đoàn thì ra làm sao? Đây, khi cử hành phục vụ, nếu có hai người đều có thể làm được giữa người có chức thánh và người không có chức thánh, thì quyền ưu tiên thuộc về người có chức thánh, vì chức năng của họ là đứng đầu cộng đoàn. Chúng ta nhớ nhau, nếu hai việc cùng một việc cùng một lúc mà hai người đều có thể làm được, thì cái quyền ưu tiên lúc bây giờ nếu có người chức thánh thì thuộc về người có chức thánh, vì người có chức thánh là người đứng đầu cộng đoàn. Ta lấy ví dụ đây, bây giờ đưa mình thánh chúa cho bệnh nhân, thì linh mục
cũng đưa. Thừa tác viên ngoại lệ cho mình thánh cũng đưa. Nếu đến nhà bệnh nhân cùng một lúc hai người thì quyền ưu tiên thuộc về linh mục, chứ không phải là người kia. Ý cha cứ ngồi yên đây, con làm cho nó khỏe, hay xuống đây cho tay mẹ cho là không được đâu. Nghĩa là có một số, thí dụ chẳng hạn có những người Chúa ban cho ơn nhanh nhẹn, hay là cái ơn thích làm việc, thôi cha cứ ngồi yên đây cho làm cho. Một ông cha kể cái chuyện là chuyện thật này, cái ông cha sư cũ á, mấy ông cha kể cho mình nghe. Cha sư cũ á, ông đau chân thì ông lên xuống tam cấp rất là khó. Ông xin phép đức cha, ông bảo bây giờ con lên xuống đau chân lắm, thành thử ra là thôi đức cha cho phép để con không đưa mình thánh Chúa, và con cũng để cho giáo dân lên lấy mình thánh Chúa. Đức cha bảo trong trường hợp của cha thì cho phép, vì ông đau chân, thế là ông mới cho phép cái người giáo dân lên mở cửa nhà chầu lấy mình thánh Chúa xuống. Là đây cái trường hợp đặc biệt, giám mục cho phép được. Thế là bê lên lấy mở cửa nhà chầu đem xuống. Đem xuống xong rồi cụ đứng rồi cụ chào mình thánh Chúa cho giáo dân, rồi giáo dân rồi đem đi, là cụ lại ngồi lại. Cụ đau chân mà, cụ đau chân liên miên. Nên khi cụ đi hưu, biết đi hưu không? Cụ đi hưu thì cha xứ mới đến khỏe mạnh, làm được tất cả. Thế bắt đầu cha xứ mới bắt đầu cầm chìa khóa mở cửa nhà chầu. Ông kia ra bảo cha đưa con. Ủa sao vậy? Cha cứ ngồi yên tại chỗ, con đi làm cho. Không được, để tôi làm. Cha xứ trước con vẫn làm, cha cứ ngồi yên con làm cho. Ông lại không, ông giật chìa khóa, ông lên ông mở. Rồi thôi ông chịu thôi, xuống xong cái đưa mình thánh Chúa xong cái cho ông bảo cha lên ghế ngồi để con đưa cha mình thánh Chúa cho dân, cha không phải đi đâu trước cả. Thế là tự đi làm hết tất cả hai ba lần. Ông này bảo chứ thế bây giờ các ông không được làm vậy, cha xứ trước là đau thì không sao, còn tôi thì tôi làm được thì tôi phải làm. Ông bảo không, cha cứ ngồi yên đấy, chúng con làm được cả. Chúa ban cho cái ơn nhanh nhẹn, ơn dành việc. Mà bây giờ bảo ông nghỉ, ông buồn quá trời, ông buồn. Ông bảo con vẫn nên mở cửa nhà chầu, bây giờ cha không cho con làm. Ở đây không phải là vấn đề làm, chính vì thế nó ra cái chuyện này đây. Thế vì nhấn mạnh cái làm nên bảo cha để con làm cho, giống kiểu như xung phong con làm như vậy. Cha cứ dành của con mà không có phải. Đây có người hỏi, thưa cha, giáo dân lên mở cửa nhà chầu lấy mình thánh Chúa xuống có được không? Dạ thưa không. Giáo dân hay những người thừa tác viên không phải chức thánh thì linh mục sẽ đưa bình đựng mình thánh Chúa rồi cầm đưa đi, trao xong rồi đem về để trên đó. Lạ ghê ha. Mình thánh Chúa cầm trên tay được mà lại không cầm chìa khóa mở cửa nhà chầu được hả? Con cầm mình thánh Chúa được, bây giờ con mở cửa nhà chầu, con cầm chìa khóa, con mở cửa nhà chầu, con mở Chúa ra, con lấy bê bình thánh Chúa, có gì mà khó, mà sao lại rắc rối vậy, là khó khăn vậy? Dạ thưa, ở đây không phải là vấn đề làm cái này hay làm cái kia, mà thuộc về chức năng. Ví dụ, tôi nói ví dụ đây nha, vậy là anh chị em hiểu liền nè. Họ bảo là em cầm mình thánh Chúa, em trao được, tại sao em không cầm chìa khóa em mở được? Họ không phân biệt được là họ là người được nhờ. Thay vì đáng lý họ phải nghĩ rằng việc này là việc của thừa tác viên có chức thánh, mà thừa tác viên có chức thánh họ không làm được, hay họ không có khả năng làm được, họ mới nhờ mình, thì họ nhờ cái gì thì mình làm cái đấy. Không phân biệt là cái nhờ. Bây giờ họ coi cái việc này coi như chiếm quyền luôn, là mở cửa nhà chầu. Mở cửa nhà chầu là trách nhiệm của ông lấy đem xuống, rồi ông mới nhờ mình đi trao thì mình đi trao, rồi sau đó mình trả lại cho ông để ông thi hành nhiệm vụ. Và cái trách nhiệm đó là trách nhiệm của ông thì ông mới nhờ trao thôi. Bây giờ mình đòi mở hết, tức là làm nhận nhiệm vụ của ông. Ví dụ vậy, ví dụ đây để dễ hiểu liền. Con đếm tiền, con cầm tiền dễ thôi, sao ba không đưa chìa khóa két sắt cho con? Bố tao không dám đưa mày. Đưa tiền cho đi chợ được, tiền nó đi được, con cầm tiền con đi tiêu được, là bởi vì ba má không có xài, không có đi được, nhờ con đi. Nhưng tao không trao chìa khóa cho mày được, mày ôm bố lấy cả đi thì làm sao? Cái chìa khóa nó thuộc về chức năng, chứ không phải là cầm tiền mà không cầm cái chìa khóa được.
người ta rất lộn xộn ở cái chỗ là tại sao tôi làm cái này được mà không làm cái kia, mà họ không phân biệt là chức năng và công việc. Chức năng đó là thuộc về cái người ấy, thì cái người đó phải thi hành. Và khi người này nhờ cái này thì làm cái hành động đó bởi để thay thế, chứ không lấy cái quyền của người kia được. Anh chị em phải phân biệt nha. Khi chúng ta là đòi đảng cái kia là chúng ta lấy cái quyền, đòi cái quyền. Nhưng nếu trường hợp người kia người ta trao cho thì người này chỉ là cái nhiệm vụ là thay thế, đi làm thay, không có làm thay, không có lấy quyền được, lấy cái tư cách của cái người kia được. Do vậy đó, nhiều người họ không có việc, họ bảo cái tại sao làm này làm được. Đó là chuyện nó nhất nha. Chuyện thứ hai nữa, nó có câu chuyện như thế này nữa, là khi rước mình Thánh Chúa thì khi mà người ta trao cho để mình trao về Thánh Chúa, thì lúc bây giờ là mình nhận cái quyền từ cái người đó để trao mình Thánh Chúa, thì mình sẽ thi hành cái nhiệm vụ đó. Thì có cái việc là đôi khi trao mình Thánh Chúa thế bánh lễ thiếu thì làm sao. Thì nguyên tắc á, quả này có bẻ được không? Có nhiều người bảo à, con không được, chỉ có linh mục mới bẻ mình Thánh Chúa thôi, mình không được bẻ. Cái đó là không đúng, không đúng. Tức là khi trao mình Thánh Chúa mà thí dụ thiếu thì thừa tác viên lúc bây giờ tự động bẻ và phân phối cho người ta. Chứ lại cha đang trao mình Thánh Chúa, thế cha hết rồi, cha bẻ dùm cho con, bố ai mà bẻ cho được. Đang mình cha cũng đang trao, đưa cho cha bẻ, làm sao mà cha bẻ được. Con bẻ đi chứ làm sao. Bẻ nhiều khi thì bẻ, con bẻ con sợ không được, con phải đưa cho cha bẻ. Không, bẻ được. Cứ trao mình Thánh Chúa, nếu mà thiếu thì cứ tự động bẻ ra, bẻ ra cho người ta. Hỏi bẻ đến mức độ nào, bẻ đến mức độ nào, bẻ được thì bẻ chứ làm sao. Cố mà bẻ đông quá cha ơi làm sao. Đây này, hỏi, hỏi rước mình Thánh Chúa bao nhiêu thì đủ. Bây giờ hỏi anh chị em có trông thấy cái bình đựng mình Thánh Chúa trong nhà thờ An Nhơn không? Nó to không? Nó to không? Có nhìn thấy nó to không? Đố mà ngồi mà bốc hết cả một cái bình đó mà ăn ấy, có mà trắng mắt mà ra nha. Ăn hết một bình đó là phải uống mấy cốc nước ấy, không chết to anh chết nghẹn đấy chứ không phải chuyện chơi đâu. Hỏi khi rước mình Thánh Chúa bao nhiêu là vừa? Thưa, xin lưu ý nha anh em, số lượng về bánh thánh được tính theo lần. Thí dụ hỏi một ngày ta rước mình Thánh Chúa mấy lần, thì luật xã hội nói thế này: một ngày ta chỉ rước mình Thánh Chúa 2 lần mà thôi. Chúng ta nhớ là lần nhau, chứ không hề nói ăn bao nhiêu bánh chứ. Không hề nói ăn bao nhiêu bánh. Thưa cha, hôm nay bánh lễ nhiều lắm, cha cho con ăn một cọc. Bánh lễ ăn một cọc, bánh lễ hôm nay xong rồi đã chớ đây. Tính lần nhau, đã chớ. Nhiều khi mình thấy mình Thánh Chúa, nhiều khi để lâu mình đưa mình Thánh Chúa cho 2-3 bánh thánh, đi cầm kia con giả lại cha, bốc con giả lại cha, rước đi con giả lại cha, sao không rước con giả lại cha. Chúa tôi ơi, sao mà cái gì cũng giả lại vậy. Bánh thánh giả lại ở ngoài đường kia mà nhặt có giả lại cho người ta không, được nhặt tiền có giả lại cho người ta không, mà bánh thánh thì giả. Đã đưa cho bảo nước đi lại còn giả lại, nhớ không phải giả lại. Cha có đưa bao nhiêu bánh thánh cứ tha hồ mà ăn nhá. Cha đưa cho một chén cứ tha hồ mà bốc, cứ bốc nhìn nhạc mà ăn. Rước mình Thánh Chúa tính theo lần, nhớ nhầm, nhớ ghi nhầm, tính theo lần chứ không phải tính theo bánh, bao nhiêu báo bánh. Thì một ngày rước mình Thánh Chúa 2 lần thôi. Thí dụ hôm nay bây giờ ta đi rễ, bây giờ ta rước 1 lần rồi, sau đó à đây nghe, 2 lần là như thế nào. À đây lại còn luật như thế này nữa nhầm. Để rước mình Thánh Chúa 1 ngày 2 lần, tức là trên nguyên tắc á, là rước mình Thánh Chúa 1 ngày 1 lần là đủ, 1 lần là đủ. Vì thế các bác nhìn em này, không phải em ăn mình Thánh Chúa 1 ngày 2 lần là em béo hơn người rước mình Thánh Chúa 1 lần đâu nhá. Không có đâu, không có đâu. 1 ngày rước mình Thánh Chúa 1 lần là đủ, 1 lần là đủ. Thế thì tại sao mà giáo hội cho rước lễ lần thứ hai? Rước lễ lần thứ hai không phải là bởi nhắm em đi rước lễ, em đi lễ em nhắm lên rước cho được, không phải. Mà bởi vì giáo hội nó rước 1 lần là đủ rồi, 1 lần là đủ rồi, không cần phải 2 lần thứ hai. Do đó anh chị em đi lễ lần thứ hai không lên rước lễ cũng không việc gì nhau. Lần thứ hai phải có 2 điều kiện sau đây. 1, cái người rước lễ là khao khát
Lạy Chúa, con rước lần sáng này, con rước lần nãy, con thấy con Chúa ngự trong tâm hồn, nhưng bây giờ con muốn khao khát Chúa lắm, ước mong rước Chúa lắm, không có Chúa con chịu không được. À thì được, nó là khao khát nhồng, chứ không phải lên ăn cho bằng được nhá. Ở đây không nhắm đi ăn cho bằng được nhá, ở đây không phải vậy. Bởi vì một lần đã đủ rồi, đã đi điều kiện thứ nhất là khao khát, đương sự phải khao khát. Nhưng nhiều khi chả biết có khát không, không biết. Tôi đang ngồi thế này, thấy người ta lên, à lên rồi cho em lên với. Lại Chúa tôi, Chúa ban cho ơn giật mình. Đang ngồi thế này, thấy người ta đi, giật mình đi lên, giật mình đi lên. Chả thấy chuẩn, chả thấy chuẩn bị tâm hồn, chả thấy dọn lòng gì hết cả. Đang quỳ vậy, linh thân xác ở trong nhà thờ, mà linh hồn thì đang tí nữa lễ xong đi mua đồ ăn sáng cho bố. Cái gì đây, mua ăn sáng cho thằng con, thằng cu nó ở chỗ nào, bố thì phở, con thì bánh mì, mẹ thì xôi, đi ba hướng quỳ trong nhà thờ này, thân xác thì trước mặt Chúa, linh hồn thì đang ở ngoài chợ chuẩn bị tí nữa ra đi ba hướng mua ba thứ đồ ăn sáng. Thế thấy người ta đi lên nước lễ, quên bố nó đi, người ta đi hết rồi, còn con mỗi chạy từ dưới kia chạy lên, còn con nữa cha, để xuống lên xuống. Sao vậy? Mấy lần chạy rồi, tâm trí thân xác ở trong nhà thờ, linh hồn đang ngoài chợ kia. Thế là người ta đi lên hết, đâu có nhớ đâu. Anh cha đợi, đợi con tí, đợi con đi, quay lên dưới kia. Chúa tôi ơi, Chúa ban được ơn giật mình. giật mình để lên trước lễ, hỏi có dọn linh hồn không, thôi lúc khác đỡ vậy, nên nên rước Chúa vậy cho vui vẻ vậy. Xong rồi rước lễ xong yên chí xuống lại tiếp tục đi chợ. Lại tiếp tục đi chợ trên đầu, nghĩa là ôi giời ơi, chủ yếu lên ăn được thôi. Anh chị em có tin điều tôi nói thật không? Ai thấy tin cho xem nào, hay là chính mình đấy. Hay là chính mình đây. Giơ tay đúng. Số con đây con. Chính mình đây. Chính mình đây. Chúa tôi ơi, khai báo thành thật được khoan hồng nhá. Khai báo thành thật được khoan hồng. Chúa tôi quỳ lơ mơ được lúc mà lên trước lễ thôi. Chúa tôi giật mình trước lễ thôi. Nó phải khao khát nhau. Con đi lên thế này con khao khát được Chúa. Đại một, điều kiện thứ nhất là khao khát. Điều kiện thứ hai, để rước lễ lần thứ hai là phải thế này. Rước lễ lần thứ nhất thì có thể là đi lễ rước, và cũng có thể trong trường hợp thế này nè, là ví dụ chẳng hạn cơ sáng tôi đưa, tôi và cha phó thứ tư đưa mình thánh Chúa cho bệnh nhân, thì luật giáo hội là người chăm sóc bệnh nhân được quyền rước lễ cùng với bệnh nhân, được hưởng ưu tiên luôn vậy đấy. Ví dụ chẳng hạn em chăm sóc bệnh nhân, thế thì bây giờ em bảo phải báo cho cha, thưa cha, hôm nay con ước ao rước lễ theo má con rước lễ theo ba con. Thế thì được rồi, người tất cả những người chăm sóc bệnh nhân đều được quyền rước lễ theo bệnh nhân hết, ngon lành vậy đấy. Thế là em không đi lễ, thế là đưa mình thánh Chúa cho bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân cũng được rước theo. Mà em nói cái này nha, ai đi học phục vụ hôm nay là hiểu cái quyền ưu tiên đó, là bắt đầu thứ tư tuần sau là em với cha phó đi mình thánh Chúa, là báo ngay cho trưởng khu là em đeo mình thánh Chúa cho người chăm sóc bệnh nhân được rước luôn. Còn từ nọ nay chẳng có dạy phục vụ để ăn in thì thít ấy cả, người đứng yên đây này, thế là em đỡ quá. Nhưng mà không sao, chật này bắt đầu từ hôm nay học phục vụ, tất cả những người chăm sóc bệnh nhân ước ao rước mình thánh Chúa theo bệnh nhân đều được quyền tất cả nhá. Thế thiếu thì em bẻ ra thôi chứ không có vấn đề gì cả, nhưng mà được quyền rước lễ thì cứ báo cho trưởng khu là tôi đem, mỗi lần đi là tôi đưa mình thánh Chúa trên dưới 30 mình thánh Chúa đó, mỗi lần đi đó thì lần này có thể đem 50, không vấn đề gì hết cả. Thế thì hôm ban sáng em rước lần thứ nhất, em đâu có đi lễ, em rước mình thánh Chúa theo bệnh nhân được quyền hết, nhớ nha. Do đó ai chăm sóc bệnh nhân được quyền, luật giáo hội là có quyền rước lễ theo bệnh nhân, và báo cho thừa tác viên biết rằng em muốn rước lễ theo bệnh nhân, là thừa tác viên phải đưa mình thánh Chúa cho người chăm sóc bệnh nhân. Đó là lần thứ nhất, không buộc phải đi lễ. Nhưng rước lễ lần thứ hai bây giờ bảo thôi, bây giờ em chăm sóc bệnh nhân má em, rồi chiều em đi ra bệnh viện lại thêm bệnh nhân nữa, Chúa ban cho cơ ơn em luôn đi thăm bệnh nhân, chiều ra bệnh viện nữa, rồi cha lại đưa mình thánh Chúa ở bệnh viện, ý con cũng chăm sóc bệnh nhân, cho con rước lễ với cha, hỏi sáng hay trước chưa, rồi rước ở đâu, rước với bệnh nhân, giờ lấy nữa bệnh nhân, dạ
muốn thì nằm ngay đơ ra bệnh nhân thì được, chứ còn chăm sóc bệnh nhân thì không. Vậy thì lần thứ hai là sao? Để rước lễ lần thứ hai, thứ nhất là khao khát, và bắt buộc lần thứ hai phải tham dự một thánh lễ hoàn chỉnh từ đầu đến cuối thì mới được rước lễ. Và vì thế người rước lễ lần thứ hai luôn luôn phải là người đi tham dự thánh lễ hoàn chỉnh thì mới được rước lễ. Rước lễ trong thánh lễ đó, chứ không rước lễ theo bệnh nhân được, à, hay rước lễ ở ngoài thánh lễ được thì mới được phép. Thì đó được gọi là biểu lộ cái sự gọi là giáo hội gọi là ban cho cái đặc ân rước lễ lần thứ hai. À, chúng ta lưu ý cái chi tiết đó chứ còn chúng ta không hiểu. Thế thì thưa giáo viên, khi là mình thấy thiếu thì mình bè mình đánh Chúa ra cho giáo dân thì được quyền hết. Do đó thừa tác viên ngoại lệ, tức là người thừa tác viên là giáo dân đó, thì khi thi hành nhiệm vụ, người đó sẽ thi hành cái nhiệm vụ mà trong cái giới hạn mà giáo hội cho phép. Thí dụ chẳng hạn như đưa cho bệnh nhân hoặc là bẻ mình thánh Chúa ra. Hết giờ rồi kìa. Thôi bây giờ ra nói liên liên bảo 15 phút, đúng 8 rưỡi rồi. Ai có hỏi gì không? Kết thúc này, ai có hỏi gì không? Có kịp hỏi không? Rồi, chị hỏi đi. Cứ nói đi, tôi nói lại. À, treo chén và dứt phép thông công nó khác nhau như thế nào? À, dứt phép thông công, treo chén và dứt phép thông công hai cái khác như nhau. Treo chén đó là thi hành kỷ luật. Thế thì treo chén thi hành kỷ luật thì cái người ra treo chén thì sẽ phải cao cấp hơn cái người bị treo chén. Thí dụ chẳng hạn như tôi là linh mục mà tôi thuộc về giám mục giáo phận, tức là người là gọi là cấp cao của tôi, là cái người lãnh đạo của tôi ở trong cái giáo phận Sài Gòn này, đó là Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, thì ông có quyền ông treo chén tôi. Nhưng mà ông giám mục của Yên Phú Cường thì là không có quyền treo chén tôi. Tức là chỉ có cái ông mà trực tiếp lãnh đạo của cái người đó mới có quyền treo chén. Ông bên Phú Cường không treo chén tôi được. Hay là ở bên Phú Cường bây giờ ông kia vi phạm quy luật gì, ông Tổng Giám mục Sài Gòn cũng không có ra treo chén được. Vậy anh chị em, treo chén là thi hành kỷ luật. Mà khi thi hành kỷ luật đó, thì cái ông mà ông ra thi hành kỷ luật đó bắt buộc ông phải nói cái này: tôi thi hành kỷ luật. Tức là không cho ông chủ tọa hay là treo chén đó, gọi là dùng từ nó, tư cách đứng đầu phải có thời hạn, nghe không? Không bao giờ vĩnh viễn, phải có thời hạn luôn luôn. Thí dụ chẳng hạn treo chén thi hành kỷ luật vì ông phạm lỗi này, đó là kỷ luật ông 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm 3 năm, thường vậy thôi chứ không bao giờ vĩnh viễn. Vậy treo chén bao giờ cũng có kỳ hạn, nhớ nhá. Dứt phép thông công thì lại khác nhau. Dứt phép thông công thì lúc đây nó đụng đến cái vấn đề là ơn cứu độ, có nghĩa là bị loại trừ luôn đó. Ta dùng từ thế này này, chả còn gì nữa, dứt phép thông công chết chỉ có xuống hỏa ngục thôi, chả có cách nào đó. Nghĩa là bị loại luôn đó. Loại luôn, nói về cho dễ hiểu nhá. Nói về dễ hiểu này, cái đứa con nó bị hỏng, nó bị hư thì bố mẹ kỷ luật này nhá. Bây giờ con vi phạm ba ra kỷ luật là con cấm không được đi xe máy trong vòng 1 tháng, đi đâu cũng đi xe buýt, thì cái đó gọi là treo chén, hiểu chưa? Còn dứt phép thông công có nghĩa là gì? Tao từ mày luôn, mày ra khỏi nhà này hết là con. Anh chị em thấy vấn đề chưa? Hiểu vấn đề không? Dứt phép thông công là loại trừ luôn, hết luôn, không còn cái gì nữa hết cả, nghĩa là ra khỏi nhà luôn, chết xuống hỏa ngục luôn. Dứt phép thông công nặng lắm. Vậy thì dứt phép thông công trong trường hợp như nào? Có mấy trường hợp thôi à? Trong giáo hội có mấy tội bị dứt phép thông công thôi. Ví dụ cái này là bị dứt phép thông công này nhá. Em là linh mục, em bị dễ bị dứt phép thông công lắm. Hai cái chuyện này là em bị loại ra khỏi giáo hội, chết xuống hỏa ngục đó. Anh chị em biết lễ cái gì không? Đây, ông cha bị cái loại này. Một, vi phạm ấn tín tòa giải tội. Người ta xưng tội với mình. Xưng. Thế mình đi ra, mình cách nào đó, mình ghét người ta hay sao đó, mình làm cho cái người khác hiểu rằng là cái người đã xưng tội với mình về cái tội đó, mà họ biết về cái tội đó một cách chắc chắn. Thế cái người đó, cái người xưng tội đó,
họ ra họ tố cáo rằng là cái ông cha đã làm cách nào đó bật mí tòa giải tội để cho cái người kia biết cái tội của họ, thì ngay lập tức giấy phép thông công liền. Ngay lập tức giấy phép thông công liền. Do đó gọi là ấn tín tòa giải tội rất là nặng đối với linh mục. Do đó linh mục khi người ta xưng tội đó, em cảm ơn Chúa cái từ ngày làm linh mục cũng như 25 năm linh mục á, thì có một cái điều là này này, là người ta thì xưng tội thì người ta cứ ngại xưng tội cha quen. Còn em thì em lại sợ người ta xưng tội những người quen xưng tội em. Lạ vậy đó. Hỏi biết tại sao không? Bởi vì mình giải tội cho người quen thì người ta xưng tội mình nhiều khi thì người ta ngại khó nói. Còn em á thì là ai mà xưng tội một cái điều rất là lạ này này, xưng xong cái chả nhớ gì hết cả. Tí nữa ra, vừa ra khỏi tòa giải tội, cha nhiều khi cái người xưng tội á thì họ cứ xưng như vậy, họ nhớ, họ ra họ bảo thưa cha lúc nãy con nói cha, thế thì cha nói con chưa có nhớ, cha con cha giải cha chỉ lại cho con đi. Chứ xui em chả nhớ cái gì, nói lại em nghe xem nào. Thế này mình nói lại thì mình mới nhớ, mình mới chỉ cho. Chứ còn từ nãy nói mình chả nhớ ai, ra khỏi tòa giải tội chả nhớ gì hết cả. May vậy đấy, chứ mà nhớ hết mọi cái chắc điên quá à. Tại sao biết không? Nhớ hết mọi cái mà không được nói ra, nó ứ trong đầu, nó điên, điên, chết luôn. Nghe mà không được nói, mà cứ nhớ mãi. Mà cứ người này nói, người kia nói, đủ thứ tất cả, họ cứ nói trong đầu hết tất cả, cái nào nó cũng nhớ. Chết đó, Chúa mà không cho cái ơn quên là có mà chết. Do đó, quên tiệt, chả nhớ gì hết. Ra, người ta hỏi lại, em chả nhớ thì nói lại em nghe, nói lại nghe thì nói lại cho người ta, cắt nghĩa cho người ta. Thế còn ra khỏi tòa giải tội là không có nhớ gì hết cả. Hỏi cha phó không biết như thế nào không biết, nhưng mà tôi là vậy, 25 năm chả nhớ gì hết cả. May đấy, may đấy, may đấy. Đây, thành thử ra chả có biết gì hết. Đó, đó là ấn tín tòa giải tội nha. Ấn tín tòa giải tội là phải quên hết, giải xong một cái ra hết, không còn nhớ gì. Mà giả thiết ra người ta nhắc lại những cái tội gì đó hay là cái gì á, thì mình cũng biết biết, nói xong cái rồi thôi, hết là chả nhớ gì hết. À, rồi còn một cái điều này nữa cũng trong tòa giải tội nhầm. Thí dụ chúng trong tòa giải tội, bây giờ mình nhớ cái tội của người ta, mình không có nói, nhưng mà mình ra mình dùng cái tội đó là cái hành động để rồi mình gọi là dí người đó bởi cái tội đó đó, hay là mình nói cách nào đó để khơi gợi cho người ta rằng là à cha đang nói để cho khơi cái tội đó ra, dứt phép thông công luôn. Nên ông cha giải tội, tôi nói cho anh em chị em nghe, nên cái ông cha nào mà giải tội đó mà trung thành, mà yêu mến, nguyên giải tội không là nên thánh rồi đó. Lại Chúa tôi ơi, ngồi nó ngứa mũi, nó cắn mỏi cái đầu, Chúa tôi nó mệt, xưng tội mệt ơi là nó mệt, phải quên hết, không còn nhớ cái gì hết cả, nó nhọc nhằn, nó đủ thứ tất cả. Nên các ông cha làm linh mục á, cái mà ớn nhất đó là gì? Ngồi tòa giải tội thôi, mệt vô cùng là mệt. Đó, đã nhớ nhầm rồi. Cái thứ hai là cha đạp mình thánh Chúa, dứt phép thông công lập tức liền. Nếu mình thánh Chúa ra rồi, đạp gì vậy, ngay lập tức dứt phép thông công liền. Đó, hai cái tội đó. Còn anh chị em giáo dân thì có mấy cái tội này, là cái tội này đây, nhưng mà bây giờ Đức Giáo Hoàng này ông tha cho này. Cái tội này là tội bị dứt phép thông công này này, trước là nặng lắm, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II là nặng lắm, bây giờ ông tha luôn. Cái ông Giáo Hoàng này ông tha đây, biết cái tội gì không? Phá thai, dứt phép thông công liền, phá thai. Cái tội nó nặng hơn giết người ở cái chỗ nào biết không? Giết người là cái người lớn, thí dụ chẳng hạn người lớn, người ta có quyền tự vệ, thì anh giết người ta, người ta tự vệ, nhưng mà khi mà ta không tự vệ được, người ta chết, thì có nghĩa là người ta cũng có tự vệ rồi. Nhưng mà đứa trẻ đó, nó không có khả năng tự vệ. Như vậy giết cái người không có quyền tự vệ, bằng mọi cách giết nó, lập dứt phép thông công liền. Nhưng mà ông Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, Đức Giáo Hoàng Francisco này này, ông bảo thế này, mà bây giờ dứt phép thông công vậy, chắc dứt phép thông công hết cả nước, chết trần thế trần gian này, nó phá quá trời, nó phá, thành thử nó quá trời rồi, nó phá, thành thử ra mà dứt hết thì chắc là xuống hoàng ngục hết tất cả đám mà. Thôi, ông bảo thôi, tha, nó tội nghiệp. Thế là Đức Giáo Hoàng John Francisco này, ông ra lệnh tất cả các cha khi vào nó xưng tội mà nó phá thai, thôi các cha cũng lấy lòng nhân ái, đơn thương xót tha cho nó, mà bảo nó từ nay đến đừng phá nữa. Đừng phá nữa. Bảo nó vậy đừng phá nữa. Lần sau nó bảo có mới phá nữa. Tao không chịu mày. Mày phá bao nhiêu lần rồi hả con?
nhiều rồi chả nhớ nữa. Giê-xu, mày Chúa, ta chịu mày thôi. Mày giúp lòng chừa nhé con. À, dạ. Nhưng cha biết đấy, con người yếu đuối, giúp lòng chừa trong tòa ra lại hết, lại quên luôn. Chúa, tao chịu mày thôi, ta chịu. Thì chịu tôi còn ạ. Thôi rồi nó vào nó xưng rồi không sao, cũng phải tha cho nó chứ sao. Tha. Tôi chưa có cái tội nào mà tôi không tha hết đó. Vậy bây giờ có một tội này, hỏi Chúa Giêsu nói tội nào cũng tha, còn một tội không tha là tội xúc phạm đến Chúa Thần, là tội gì? Có biết không? Có nghe này bây giờ chưa? Hạ hồi phân giải, tuần sau giải thích, đúng kết thúc. Quá trễ giờ rồi. Tuần sau giải thích. Ai muốn thắc mắc thì nhớ, ai không hỏi thì viết lên giấy đấy nhá. Quá lỗ 10 phút đồng hồ rồi đó. Tội nào cũng tha, có một tội không tha, đó là tội xúc phạm đến Chúa Thần. Vậy tội xúc phạm đến Chúa Thần là tội nào mà lại không tha? Lần sau em xin hẹn buổi khác.